FC xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế chính trị trong nước cũng như quốc tế trong 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung Quốc báo động khẩn cấp khi con đập Tam Hiệp của Trung Quốc đang nguy to, nó được cho là đang ngàn cân treo sợi tóc bởi một trận lũ kinh khủng vào đêm ngày hôm qua. Từ thượng nguồn ba con sông Dương Tử, Hoàng Hà, Mê Công đổ dồn dập kết hợp với vòi rồng và sấm sét đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình, thủ đô Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Hiện cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc cho biết Trung Quốc đang lâm nguy bởi vì mưa lũ vẫn không ngừng càn quét đất nước này. Kính thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tình hình lũ lụt, động đất, vỡ đê, vỡ đập cùng sạt lở và vòi rồng ở đất nước này vẫn đang căng như dây đàn. Hôm qua Trung Quốc lại đón nhận một tin được cho là cực xấu, khi một siêu vòi rồng mang tên Bạch Tuộc số 2 di chuyển với vận tốc khá nhanh lên tới 70 km/h. Tâm điểm của nó hướng vào bốn nơi quan trọng nhất của Trung Quốc, đó là Vũ Hán, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và con đập Tam Hiệp. Tờ báo Trung Quốc cho biết những nơi mà siêu vòi rồng đi qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề, nhiều nơi đã bị siêu vòi rồng càn quét trở nên hoang tàn và thê thảm. Kính thưa quý vị, theo cục thống kê nhanh của nhà nước Trung Quốc cho biết, trận lũ quét và siêu vòi rồng đêm ngày hôm qua đã làm cho 1.789 căn nhà bị tốc mái, hàng trăm ô tô bị cuốn trôi xuống sông Trường Giang, căn cứ quân sự của Trung Quốc đã bị đánh sập, nhiều nhà ga, bến cảng, trường học, bệnh viện bị phong tỏa và niêm phong. Tình hình thê thảm của Trung Quốc là như vậy. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là vẫn không quan tâm tới điều đó. Chính quyền thượng ông ta vẫn đem quân đội của Bắc Kinh chuẩn bị xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất, hãng CNN của Mỹ đã tố cáo chính quyền Bắc Kinh hôm qua liên tục điều tàu chiến, máy bay, tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông để thách thức thế giới. Hãng CNN của Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã lên án chỉ trích gay gắt phía Bắc Kinh khi nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình 5 năm trước đây, tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ông đã hứa rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ lực cũng như quân sự ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ đã vạch trần tội ác của Trung Quốc khi nói một đằng làm một nẻo. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong năm vừa qua, Trung Quốc đã không dưới 500 lần đem tàu chiến quân đội của Bắc Kinh, đem tên lửa, đem máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để thách thức thế giới. Hành vi của Trung Quốc là làm trái với những gì mà Bắc Kinh đã hứa với cộng đồng quốc tế. Hành vi trên được cho là không thể dung tha và chấp nhận được. Mỹ kêu gọi các nước cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hãy ra tay bảo vệ Biển Đông và trừng trị Trung Quốc. Mỹ cũng không quên kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu hãy mạnh tay trừng trị Bắc Kinh, có như vậy Biển Đông mới được bình yên. Chính phủ Mỹ cũng không quên nhắc nhở các nước trên thế giới phải hết sức cảnh giác đối với cả Trung Quốc, nhất là các nước ở khu vực Đông Nam Á, bởi vì Bắc Kinh chính là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Trung Quốc không chỉ đem virus Vũ Hán hay còn gọi là vũ khí sinh học hủy hoại các nước trên thế giới, mà còn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm hết vùng đất này đến vùng đất khác, hết vùng biển này đến vùng biển khác. Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã cướp được rất nhiều biển đảo ở ngoài Biển Đông. Hành vi của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được. Các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới trong những năm vừa qua liên tục lên án kịch liệt, chỉ trích gay gắt phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn phớt lờ tất cả. Chính quyền của ông ta phớt lờ cả Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, phớt lờ luật pháp quốc tế, phớt lờ các nước trong khối ASEAN để bành trướng và gây gổ ở ngoài Biển Đông. Trung Quốc liên tục điều tàu chiến giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép. Ngoài ra, quân đội của phía Bắc Kinh liên tục cho xây dựng các hòn đảo và bồi đắp nó lớn mạnh hơn, rộng hơn để xây dựng sân bay, bến cảng, các căn cứ quân sự, hòng khống chế toàn bộ vùng biển này. Đây chính là tội lỗi mà chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra cho nhân loại và mẹ thiên nhiên. Và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã nổi giận ra tay trừng phạt Trung Quốc bằng những trận mưa to gió lớn, bão tố mịt mù. Trong suốt hơn 50 ngày đêm vừa qua, mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác. Bầu trời của Trung Quốc chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối. Đây chính là nhân quả báo ứng mà trời và đất đang dẫn đòn đau thương lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất quan ngại khi hôm qua quân đội Bắc Kinh tiếp tục di chuyển từ vùng biển Hoa Đông sang vùng biển Hoàng Hải để cướp một hòn đảo ở nước Nga. Thông tin trên đã được tờ báo Moscow nói rằng quân đội của Nga đang canh chừng quần đảo này trước mối đe dọa đến từ Bắc Kinh. Tờ báo của Nga cho biết quần đảo mang tên Vodko, một trong những quần đảo nổi tiếng của Nga giáp danh với lãnh hải của phía Trung Quốc, nhưng đang bị Bắc Kinh nhận vơ. Phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Ánh, nhân viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho biết quần đảo trên là quần đảo Senkaku của Trung Quốc chứ không phải quần đảo Vodko của Nga. Đây chính là lý do vì sao mà quân đội Bắc Kinh đang lấy lại chứ không phải đi chiếm đóng. Bà Hoa Xuân Oánh lý giải rằng thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, quần đảo trên hoàn toàn thuộc lãnh hải, lãnh thổ của Trung Quốc.
và bây giờ Trung Quốc chỉ đi lấy lại nói mà thôi, đề nghị Nga phải tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như lãnh hải của Bắc Kinh. Nếu như Nga có những động thái căng thẳng thì ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow. Tờ báo Nga cho biết hôm qua đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa binh lính Bắc Kinh với quân đội của ông Putin, và chính quyền của ông Putin nói rằng sẽ cho phóng tên lửa phá vỡ hòn đảo này nếu như Bắc Kinh động vào. Hòn đảo trên hiện không có người ở và đang cách lãnh hải của Trung Quốc khoảng 500 hải lý. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn nhận rằng đó là quần đảo của Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà tại nơi này liên tục xảy ra đụng độ căng thẳng, theo các chuyên gia quân sự nổi tiếng trên thế giới cho biết. Quân đội của ông Tập Cận Bình nếu như bắt nạt các nước nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á hay một số nước nhỏ trên thế giới thì khả năng cao các nước trên sẽ không có phản ứng, vì vậy quan sợ Trung Quốc. Nhưng chính quyền của ông Tập mà động vào Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức hay Ấn Độ thì khả năng cao Trung Quốc sẽ bị toàn tập. Các chuyên gia nói rằng trong một vài ngày tới, nhiều khả năng quân đội của Tổng thống Nga Putin sẽ cho phóng tên lửa và dội bom vào quân đội của Bắc Kinh ở khu vực biển Hoàng Hải. Và liên quan tới những điều trên, tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp khi có thông tin mới nhất và chính xác nhất. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc không những đi xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của Nga, mà mới đây quân đội của Bắc Kinh có màn giao chiến kịch liệt với cả phía quân đội của Ấn Độ, khiến cho quân đội Ấn Độ buộc phải triển khai trực thăng gần biên giới Trung Quốc. Không quân Ấn Độ đã triển khai trực thăng Mi-17 và máy bay vận tải AN-32 tới khu vực nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 120 km. IAF đã đưa các máy bay trên tới sân bay Chinyalisau thuộc bang Uttarakhand. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã xem xét đợt triển khai này cùng với lãnh đạo tổ chức đường bộ biên giới, cơ quan đảm bảo các dự án phát triển đường bộ ở khu vực này. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối những nỗ lực phát triển hạ tầng của Ấn Độ dọc đường kiểm soát thực tế. BOR hiện đang triển khai 17 dự án cao tốc dọc theo biên giới Ấn Trung. Những con đường này có khả năng sử dụng những đường băng tiềm năng cho máy bay chiến đấu trong các tình huống như chiến tranh. Dọc các con đường này sẽ có kho vũ khí, đèn hướng dẫn hạ cánh, nhiên liệu và thiết bị phòng cháy. Ấn Độ cũng triển khai 63 dự án đường bộ và 3 dự án đường sắt từ Arunachal Pradesh và Lada. Tất cả các dự án này đều giúp cho việc tiếp cận biên giới với Trung Quốc. Trong khi đó, không quân Ấn Độ đang tổ chức các chuyến bay tuần tra đêm ở khu vực Đông Ladakh. Hãng thông tấn Ấn Độ ANI cho biết các máy bay quân sự tham gia hoạt động tuần tra ban đêm gồm có MiG-29 Su-30 MKI, trực thăng tấn công Apache và trực thăng vận tải hạng nặng Chinook. Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài khoảng 4.000 km. Hai nước láng giềng này thỉnh thoảng vẫn ra những tranh chấp và vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Căng thẳng trên biên giới Ấn Trung đã leo thang kể từ sau vụ ẩu đả hôm 25 tháng 7 khiến cho 20 binh sĩ Ấn Độ bị thiệt mạng. Theo báo chí hôm qua cho biết, Ấn Trung đã rút quân khỏi nơi từng xảy ra đụng độ đẫm máu ở biên giới đang tranh chấp giữa hai nước. Các nguồn thạo tin nhấn mạnh động thái nhằm tuân thủ thỏa thuận đạt được trong các cuộc thương lượng xoa dịu tình hình quan chức cấp cao của quân đội hai nước, truyền thông Ấn Độ trích dẫn. Lời các quan chức chính phủ cho hay, lính Trung Quốc đã di rời các lều trại và công trình khác ra khỏi nơi từng xảy ra xô xát với binh sĩ Ấn Độ ở thung lũng Wagwan. Phía Ấn Độ cũng cho rút quân và thiết lập một vùng đệm an toàn giữa lực lượng của hai nước. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.